mình dẫn đi Nha Trang chơi á. Wow. Còn mình á hả, mình được ba mẹ dẫn đi Đà Lạt chơi á. Wow. Còn mình được ba mẹ dẫn đi Vũng Tàu tắm biển. Wow. Wow. Còn mình thì được ba mẹ dẫn đi Sa Pa, mùa này Sa Pa đẹp lắm. Wow. Trời ơi, ở trong nước không mà cũng nói cho cô hà. Vậy chứ mẹ đi đâu? Cũng bình thường thôi, ba mẹ mình dẫn mình đi Thái Lan chơi. Wow. Wow. Wow, chính là bạn được đi máy bay rồi nha. Ước gì tụi mình cũng được đi máy bay nữa. Uyên, kỳ này ba mẹ bạn có dẫn mình đi đâu chơi không? Mình chưa biết nữa. Ủa mà Yến, bạn nói bạn có mẹ, sao mỗi lần đi học mình thấy cậu bạn đưa bạn đi học không vậy? Với mẹ bạn đâu? Đúng rồi, mẹ bạn đâu? Mẹ mình ở bên Mỹ chứ đâu có đây đâu. Bên Mỹ. Mẹ đi Mỹ khi mình còn nhỏ, nhờ cậu mình chăm sóc dưỡng nuôi. Mai mốt khi con lớn khôn rồi, mẹ sẽ về trước Yến đi theo. Thiệt là đã nha, đã nha, đã nha. Tụi mình thích ghê, thích ghê, thích ghê. Thương các cậu vô cùng. Chúng ta là anh em. Đến giờ đi học rồi, mấy bạn ơi, lấy giấy và kiểm tra nhanh lên đi thôi. Uyên, sao bạn không đây? Chết, mình bỏ quên bài kiểm tra ở nhà rồi. Chết. Trời ơi, có bài kiểm tra mà cũng đã quên ở nhà nữa. Không điểm chắc. Thôi Nhi, đừng có chọc Yến nữa. Yến ơi, bây giờ bạn mượn điện thoại của thầy bạn á, điện về cho người nhà cầm ra cho bạn được không? Tôi nghĩ là kịp á. Được á. Nhưng mà cậu mình đi làm chưa có về. Vậy giờ, vậy giờ sao? Sao giờ ta? Sao ta? Sao giờ? Giờ sao giờ? Yến, có bà nào kêu bạn ngoại kìa. Mình đâu có quen đâu. Mấy bạn chờ mình tí. Chắc bà hỏi đường á. Chắc bà hỏi đường. Chơi đi. Mẹ tới đây chi vậy? Lỡ mấy bạn con thấy rồi sao? Sao con đi học mà con quên bài kiểm tra ở nhà? Mẹ nhìn thấy mẹ đem qua cho con nè. Rồi, con cảm ơn mẹ, vậy mẹ về đi. Vậy con đi học ngoan ha. Rồi, mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ về. Mấy bạn ơi, mình có bài kiểm tra rồi. Yeah. Rồi, vậy đi vô học. Yến à. Kìa, kêu nữa kìa. Nói không quen mà kêu hoài hà. Sao mẹ không về đi, mẹ ở đây hoài vậy? Mấy bữa nay mẹ bệnh, suốt đâu có qua thăm con được. Sáng nay qua thăm con, không thấy con nhà, mẹ nhớ con quá. Mẹ đét ơi, ông gặp con mấy bữa mà con lớn như vậy đó hả Yến? Mẹ thương con quá. Mẹ đừng có hung, mẹ hung mấy bạn con thấy rồi sao? Vậy thôi mẹ đi về. Mẹ về chiều đi. Mẹ qua không mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ về đi. Rồi mẹ về liền nè con. Mấy bạn ơi, vô học thôi. Yeah. Trời đất ơi, chiếc xe nó quẹt và bắn vé số rồi kìa. Chạy lại có bãi bãi không sao không? Mẹ. Trời
ơi mấy cô mấy cậu ơi, coi đưa bà lão bà bán vé số vô trong cái trường học này coi làm sao, coi bán làm sao rồi. Có cái ghế đá kìa, đưa bà vô ngồi coi làm sao. Lẹ, trời đất quỷ thần ơi, đi đứng cái kiểu gì hả, thiệt tình. Mẹ ơi, trời đất ơi, coi chừng bà bị sốt rồi đó. Cái kiểu này bệnh hoạn như vậy nè, không ai chăm sóc mà lại phải buôn bán dưới trời nắng như vậy, chắc là không có người thân, không có con cái gì rồi. Dạ con là bé Yến, con là con của bà bán vé số đó. Con của cô kìa. Mẹ ơi, tha thứ cho con tham thính đua đòi đành quên chữ yêu. Từ nay con sẽ ngoan hơn, mẹ hãy an lòng chung sống bên con. Ôi xin bao vui mừng thấy con khờ hiền ngoan, con sẽ mãi mãi bên mẹ trọn đời trọn. Vẫn không rời mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm, sợ bạn bè chê cười nên dối dàng xem thường mẹ. Con lại ông trời cho mẹ con mạnh khỏe, để con ôm mẹ vào lòng hò hè riêng mẹ ơi. Con ơn của mẹ. Bà bán vé số là mẹ của bạn á hả? Mình xin lỗi mấy bạn, mình nói láo, mình không có mẹ gì ở Mỹ hết á. Nhà mình nghèo lắm, mẹ mình chỉ là một bà bán vé số thôi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Lỡ mẹ có chuyện gì con sống với ai? Mẹ không từ sao. Nay á, mẹ đưa con đi học đi, rồi bữa nào con nghỉ học á, mẹ đưa con theo bán vé số với mẹ. Con sẽ dắt mẹ qua đường, con không để mẹ bị vậy nữa đâu mẹ ơi. Con quên của mẹ. Trời ơi, vậy là mọi chuyện nó xong xuôi rồi nghe. Trời quang mây tạnh rồi nghe. Nè con gái, nín dứt nghe ông nói nè. Thôi không mấy giờ á, con đưa mẹ con về nhà đi ha. Rồi mua thuốc cho mẹ con uống, hình như mẹ con đang bị sốt đó nghe. Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều lắm. Cảm ơn ông anh nhiều. Rồi. Cảm ơn các chị nhiều lắm. Tôi về nghe. Dạ cảm ơn mọi người nha. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà sao không bà? Bà không có sao. Bà cảm ơn các con. Yến, nãy giờ tụi mình hùn tiền vô được 20.000, cho tụi mình mua 2 tờ vé số giúp mẹ bạn nha Yến. Mẹ không nhận là mình giận bạn đó. Mẹ nhận đi. Mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Không có gì, tụi mình là anh em. Ngồi đây đi bà. Cảm ơn con. Dạ. Chúc mừng tất cả các con. Chúng ta vừa có một tiết mục rất là dễ thương. Và cảm ơn diễn viên Cao Mỹ Châu trong vai bà mẹ đã hỗ trợ cho bé trong tiết mục này. Rồi, bây giờ các con có thể vào trong nha. Cảm ơn các con. Những thành viên nhí của lớp dân ca cải lương đã hỗ trợ cho Hồng Yến. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Việt Hương. Cô thích cái dàn dựng hơi có chút xíu dàn trải. Và cái view clip á, khi mà chiếu lên á, sẽ lấy lòng được khán giả rất là nhiều. Đặc biệt á, là giọng con chắc lắm. Đi xuống, đi lên, đồ về giọng vẫn vững vàng. Cô lo, tại vì nhiều khi con xúc động quá, cái giọng xuống không đủ, lên cũng không đủ, nó mỏng dày. Mà xuống ngon lành, chúc mừng con. Cái tiết mục này cũng nói lên cái tình bạn, tình thương của một cái thế hệ trẻ, tụi con ở trong lớp với nhau. Rồi cô Bình Tinh lại có một cái sự khôn khéo nhất á, là đưa một cái cô bạn mà chảnh nhất ở trong cái nhóm bạn. Một người chảnh nhất mà cuối cùng lại cầm tiền đến để mà hỗ trợ cho mẹ để mà mua 2 tờ giấy số. Cái đó là một cái sự giáo dục
giáo dục cho mỗi một con người khi mà mình sống là mình phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Thì nói chung thì cái giọng của con, cô Diệu Hương cũng nói rằng giọng con tuy rằng trong cái cảm xúc khi con hát con cảm xúc con khóc, nhưng mà khi con ca đó thì con ca chắc lắm, cái chữ của con nó chắc tròn dành rõ chữ. Rồi cái con ca cấn lên chồng lên cái dứt câu giọng cổ, cái đó là nó rất là sáng. Cô cũng cảm ơn con, và chúc mừng con đã hoàn thành một cái tiết mục này rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó có đầy đủ ý nghĩa. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn các cô chú trong ban giám khảo. Chúc mừng con gái nha. Vào trong với những người bạn của mình thế nào con? Rồi, cả lớp qua đây, đủ chưa? Dạ dạ. Rồi, qua đây đứng đây nè, nghe. Bây giờ đó, thầy phải chạy qua bên kia, thầy mua vé cho tất cả thầy trò mình về Mỹ Tho. Đợi thầy quay lại, được chưa? Dạ dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi, nghe. Dạ. Dạ. Ôi, đói bụng quá, kiếm gì ăn mấy bạn? Ý, có nhãn kìa, nhãn ha. Đi đi đi. Ủa chị bán nhãn hả chị? Ừ, nhãn tiêu ngon ngọt lắm nè, các em mua ủng hộ chị nha. Dạ. Dạ. Chị ơi chị đẹp quá à. Chắc người miền Tây chắc ai cũng đẹp như chị gì đó, có đúng không? Trời đất ơi, mấy cái đứa này dẻo miệng lắm nghe. Ở miền Tây á, còn nhiều người dễ thương hơn chị nữa kìa. Người miền Tây luôn thiệt thà chất phác. Đất miền Tây thì thơm trái ngọt cây lành. Ủa, các em hôm nay đi đâu mà về đây vậy? Dạ, ngày hôm nay chúng em làm bài tập làm văn tả cảnh quê hương nên nhờ trường đưa về miền Tây để tìm hiểu thêm. Chị ơi, miền Tây mình có chỗ nào đẹp không chị? Chị sinh ra ở Tiền Giang và lớn lên trên chính mảnh đất này nè. Chị có nghe bà và mẹ kể về miền Tây xinh đẹp. Các em có muốn chị kể cho các em nghe không? Dạ muốn. Rồi, chị sẽ kể cho các em nghe. Miền Tây của chúng ta đẹp lắm. Dạ. Mấy chị ơi. Yeah. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến mắt Cần Thơ. Nghe bài Nam Bắc thương tiếng đơn giọng cô, vì dầu âu ơ theo nhịp giọng đó. Khắp chốn nở hoa dung bồi mạch sâu. Cảm ơn những giây
là miền Tây lại đẹp như vậy, chắc chắn kỳ này chúng em sẽ có một bài tập làm văn thiệt là hay. Chúng em cảm ơn chị. Không có chi, chúc các em làm bài tốt nha. Dạ. Cảm ơn tất cả các con nha. Trước khi mà các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhận xét, thì cô giáo Bình Tinh nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của học trò mình? Nói chung thì đối với Duyên thì cô có sự yên tâm hơn, là tại vì con lớn nhất, con ý thức được tất cả mọi việc hết. Bây giờ con cố gắng để nghe những lời dạy dỗ của các vị giám khảo đi ha. Yeah. Xin mời cô Thanh Hằng. Con ráng cố gắng. Có những cái thì con ca cũng chính dây, nhưng mà có những cái con giống như nó bị mềm xuống thì nó lại bị chinh dây chút xíu, nó không có được tới dây. Cái đó là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cô gái miền Tây duyên dáng, con có những cái dấu hỏi, con luyến lái những cái dấu hỏi dấu ngã rất là dễ thương. Nói chung là con đã làm tròn được cái bài mà con đã dự thi. Dạ. Cô cũng chúc mừng cho con. Cảm được ơn vào cô trong Thành thì Hà. Con sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm nhiều hơn nữa khi mình ca trong cái câu vọng cổ. Có dạ. Những hò sự sang xê thì mình ca cho nó đúng cái dạ, có lẽ là nhiều khi bé cũng có nhiều cái áp lực á. Cái giọng của cháu nó mỏng lắm cô. Mỏng. Dạ, thì cách đây khoảng 2 ngày là bé bị khan tiếng, nhưng mà thực sự là hôm nay thì con cũng đã cố gắng lắm rồi. Cô hiểu, cho nên là sẽ càng ngày tiếp thu lời của cô rồi càng ngày càng cố lên nữa nghe con nghe. Cảm ơn tất cả các cô đã góp ý cho bé Mỹ Duyên. Ráng về giữ gìn sức khỏe nha con. Con có một vóc dáng cao ráo, một gương mặt sáng sân khấu, một giọng hát đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc một chút là sức khỏe của mình nó không có ổn định để mình có thể hoàn thành cái bài thi của mình một cách trọn vẹn thôi. Chúc con có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình với bộ môn nghệ thuật cải lương này nha. Rồi, cảm ơn con. Đại ca xử lý như sao đây? Địa bàn của tao thì sao? Chào đàn ông. Đàn ông, chào đại ca. Đây là chị của tôi, mấy chị không hiểu chuyện. Rồi sao? Tôi là đại ca, có giọng bỏ qua đi. Không bỏ qua. Giọng giọng cho tôi diễn ở đây sao? Không. Không cho diễn thì... sao? Thì tôi đi chết. Đi. Đứng đây. Lui. Sao? Quay. Rung. Cái gì mà rung? Đại ca mà rung hả? Đại ca ha. Nói coi coi. Ca đứa đại ca. Đại ca giang hồ ha. Quét mũi đời ha. Có văn hóa nữa ha. Thương lượng nữa.
Được, nể tình đại ca. Hôm nay cho diễn một bữa nay kiếm cơm, ngày mai biết chưa khác, được chưa? Dạ. Chào đại ca. Chào đại ngọc. Đại ca hay quá đại ca. Đại ca mà thương luôn là trên hết. Đại ca giỏi quá đại ca ơi. Thôi thôi mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi. Thôi đại ca hôm nay cho nghỉ một bữa giống mai coi đại ca. Nghỉ bữa có tiền đâu mà mua đồ ăn để ăn. Chị có bánh mì nè. Vậy thôi hôm nay đại ca cho nghỉ một ngày nữa thôi nha. Mấy chị vô người nghỉ đi. Đại ca, sao tụi mình khổ vậy đại ca? Tại vì mình không có nhà cửa, mình là đứa trẻ mồ côi. Đại ca, vậy đại ca, có biết mặt mẹ chị không? Đại ca còn biết mặt ba mẹ của đại ca nữa. Làm gì biết mặt ba mẹ của chị? Tụi mình là những đứa trẻ mồ côi mà, làm sao biết mặt cha mẹ được. Hồi đó bà Tám lụm tụi mình về nuôi dưới gầm cầu này nè. Bà bệnh, bà mất rồi. Mọi người có nhớ bà Tám không? Nhớ chứ. Bà Tám như người mẹ của mình mà. Anh thầy nhớ bà Tám thương quá. Anh thầy thương bà Tám nhất luôn á. Không biết bây giờ bà Tám đang ở đâu nữa. Bà Tám mất rồi, ở đâu đây nữa? Nếu có một điều ước mấy chị ước gì? Chị ước chỉ có một cái đùi gà, ngay bây giờ chắc ngon lắm đây. Còn chị hả? Chị ước có một bộ đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Còn chị á, chị ước có thiệt là nhiều tiền à. Chị mua quà cho mấy đứa và cho bé Út đi học nữa nè. Còn chị ước có một căn nhà chúng ta ở, không phải ở dưới gầm cầu này nữa. Còn đại ca thì sao? Đại ca, đại ca ước chúng mình có cha, có mẹ, không làm đứa trẻ mồ côi, lang thang kiếm ăn nữa. Phần trình diễn đầy cảm xúc đến từ bé Huyền Trang. Khi con hát cái bài vừa rồi á, rồi con diễn cái vai diễn này nữa nè, con cảm nhận ra làm sao với những người bạn mà đang lang thang ngoài đường?
Con cảm nhất là những người bạn không có nhà cửa, không có cha mẹ, đi bán vé số ngoài đường. Ờ, mình thương các bạn đó phải không con? Dạ. Ờ, các bạn đó có hoàn cảnh không có may mắn được như mình. Và hôm nay con đã làm rất là tốt. Chú Nghĩa thấy rằng các cô chú giám khảo đã rơi nước mắt vì tiết mục của con luôn á. Và xin hỏi ý kiến từ cô Thanh Hằng trước ạ. Cô cảm ơn Huyền Trang đã cho tất cả mọi người được xem một cái tiết mục mà con đã dắt những người đang xem để đi vào cái lời ca, cái cách diễn của con. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Tuy rằng một đứa bé rất là nhỏ nhưng mà con đã hòa quyện cái thoại, rồi con lại qua ca, rồi con diễn. Con làm cho mọi người phải xúc động hết. Rất là giá trị cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Dạ, con cảm ơn giám khảo. Hôm nay là con đang bệnh đó. Con đang sốt cao luôn đó. Đó, mà con diễn mà vậy đó. Chú Đại Nghĩa hỏi con, cái cảm xúc của con nói là tuy là con còn nhỏ, mà con hiểu được cái nỗi khổ, niềm đau của những đứa trẻ kém may mắn hơn mình. Không có cha, có mẹ khổ lắm con ơi. Mình lại sống giữa đường, giữa xá, giữa chợ đời. Những cô chú lớn tuổi mà ra giữa chợ đời còn phải khổ, đừng nói chi các con là những mầm non. Ở đây tất cả mọi người đều chảy nước mắt vì con diễn rất là tốt. Và cái cô khâm phục hơn đó là tại sao một cô bé chỉ mới có 5 tuổi mà còn đang bệnh nữa, tại sao con có thể cảm nhận sâu sắc cái tiết mục như vậy, để mà con biểu diễn được như vậy. Khi mà con hát á, cái rưng rưng cái nước mắt ở trong cái con mắt của con á, cái đó mới là cái làm cho tất cả mọi người tan chảy. Con hiểu không? Cho nên tất cả mọi người ở đây đánh giá rất là cao tiết mục của con. Coi như là sau cái tiết mục này thì những người mà thương trẻ con chắc chắn sẽ tìm cách để mà giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như con. Và chắc chắn sẽ không để cho các con ngủ gầm cầu như bài hát vừa dựng vừa rồi. Và hy vọng rằng mình sẽ có rất là nhiều những nhà tài trợ với tấm lòng vĩ đại để luôn luôn lo cho các con. Cảm ơn tiết mục và ý nghĩa quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa chúc mừng con nha, tiết mục thành công. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Rồi chạy vào trong nè, nghỉ ngơi nè, hôm nay con hơi mệt nè. Đi cái tướng này ghét không? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời cứ giao đi giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao. Nó ca ngợi công giao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Vâng thưa các bạn, công cha lớn như núi, người cha là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con. Cha nâng niu, ôm ấp, chăm chút cho con. 9 tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắc chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Để hiểu thêm về công lao dưỡng dục sinh thành to lớn của cha mẹ, sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn trong làn điệu Sẩm Thương trong tác phẩm Thập Ân Phổ Mẫu. Xin mọi người cho bé Vi Âm một tràng pháo tay thật to nào. To lên nào. Trời ơi. Ôi trời. Chú mẹ kể ngon buồn khúc nhói, mẹ kể thấp ấn từ khi trong lòng mẹ có thai âm dương rồi có thiên đình. Nào ai biết gì
xưa vẫn có những câu ca, ngợi ca những người con hiếu thảo, như là đó lòng ăn hạt trà là để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Thế nhưng trong cuộc sống đời thường đâu đó có những người con chưa nhận ra công ơn của cha mẹ và chưa làm tròn bổ phận của mình để cho cha mẹ buồn lòng. Và câu chuyện cổ tích về ba cô gái là một minh chứng cho điều này. Ba cô gái ngày xưa có đôi vợ chồng nghèo, sinh được ba cô con gái. Hôm nay người chồng đã qua đời, người vợ phải nuôi dạy các con khôn lớn. Lớn lên ba cô đều xinh đẹp và đi cưới chồng. Bà mẹ nhớ thương con, thấy trong lòng mệt mỏi nên gọi sóc lại: sóc con ngoan, sóc hãy mang thu đến chỗ có con ta và bảo với chúng là ta bị ốm nhé. Sóc bảo là vâng ạ. Nói rồi sóc chạy đi. Nhanh lên, mình vừa tới nhà chị hai thôi. Tới nhà chị hai rồi. Chị hai ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị hai đang ngồi cọ chậu. Thế à sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải cọ hết cái chậu này. Sóc tức giận: thương mẹ còn cọ hết cái chậu này thì chị hãy biến thành con rùa đi. Ngay lập tức chị hai biến thành con rùa. Hả? Biến con rùa rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị ba thôi. Tới nhà chị ba rồi. Chị ba ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị ba đang ngồi xe chị. Thế à sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải xếp cái chị này. Sóc tức giận: Thương mẹ còn xếp cái chị này thì chị hãy biến thành con nhện đi. Ngay lập tức chị ba biến thành con nhện. Hả? Biến thành con nhện rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị út thôi. Vừa chạy sóc vừa nói: bà ơi, bà đợi con nhé, con sẽ mang chị út về cho bà. Tới nhà chị út rồi. Chị út ơi, mẹ chị đang bị ốm đấy. Chị út đang làm bánh. Thế à sóc? Chị về liền ngay. Chị út đúng là một người con hiếu thảo. Qua câu chuyện này, chúng ta đã rút ra một bài học lớn. Đó là phải luôn hiếu thảo và phải biết ơn cha mẹ, thế mới là người con ngoan. Phần dự thi của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Trời ơi, tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng được một cô bé nhỏ xíu như thế này mà có thể vừa hát vừa dẫn chuyện rồi kể chuyện mà không dấp một chữ. Nguyên một cái tiết mục rất là dài, rất là nhiều câu, nhiều từ mà con nói không có dấp một chút nào hết. Con học lâu không con? Dạ, cũng hơn 2 ngày là con thuộc rồi. Ôi, hai ngày thôi mà con thuộc như vậy rồi đó. Quá giỏi luôn. Trời ơi, sợ quá. Tôi sợ quá rồi. Trời ơi, sao mà hay quá vậy? Dạ, sợ thiệt luôn á. Dạ, cô Việt Hương. Vị già ơi, con có biết là con thuyết phục lắm không? Con là dùng lời nói để thuyết phục người khác. Con ơi, hôm nay con mở live show của con hả? Phải không? Con hiểu live show là gì không? Tức là mình mở nguyên một chương trình, mở đó mình là vai chánh, mình hát, mình đàn, mình múa, mình dẫn chương trình, mình làm hết từ trên xuống dưới luôn đó. Ba cô gái luôn. Một mình con bao sân hết á. Phải không? Dạ phải hả? Trời đất ơi, quá trời ơi. Đại ơi, hôm bữa đó Hương á là chấm bé này vào á là Hương chấm về cái phần nói. Thì Hương mới nói là Hương muốn cho em nó làm một cái chương trình thời tiết hay thời sự về vùng miền. Thì hôm nay á, Đại khôn khéo luồn lách vô và biết được em ấy biết hát. Cho nên hát một cái loại ca rất là chải cái chiếu xong con ngồi con lớn hơn cái trống có chút xíu à. Cho nên là hoàn toàn thuyết phục bởi một bé chỉ 5 tuổi rưỡi. Mà con làm như là cái live show của con vậy đó. Con làm rần rần mà con rất là thu hút.
Quan trọng á, hát là có nhạc, nhảy là có giai điệu ha, biểu diễn như là bên cô Bình Tinh là có múa mai xoay cuồng đúng không? Còn con là đơn thân độc mã, để mà con nói thuyết phục rất là khó ha. Cho nên trong lòng của cô với một cái đứa bé 5 tuổi rưỡi này nên tiếp tục bước vào vòng kế tiếp. Tuyệt vời, con là siêu nhí. Dẫn chuyện đàng hoàng tử tế sau vô giọng của bà già ra làm sao? Nhất là cái chỗ qua nhà chị hai, chị hai đang ngồi cọ trậu, gặp cô là cô nói chọ cậu rồi đó. Tại vì rất là dễ bị nói lẹo lưỡi. Và những cái người diễn viên, chắc cô Việt Hương biết đó, diễn viên sân khấu, người ta tốn mấy năm trời để người ta học đài từ tiếng nói sân khấu. Còn con gì đâu mà mới 5 tuổi mấy mà ngồi cọ trậu rồi đi qua chị ba ngồi xe chỉ. Trời ơi. Chú Quang Lê phải thêm cái điều này, là con biết cái vòng đầu tiên đó, là lúc đó đó là chú chấm nghiêng về cái giọng hát, là chú đã nghĩ là giọng hát thì không ổn cho mấy. Tuy nhiên con phải cảm ơn cô Việt Hương, vì chính cô Việt Hương đã nhìn ra cái khiếu nói của con. Con thao thao bất tuyệt một tràng mà con không vấp một lời. Nó con quá giỏi, giỏi lắm luôn. Vô. Chung là vô rồi. Chúc mừng cô gái yêu, chắc chắn là mình được vô vòng trong rồi đó. Chạy lại ôm thầy giáo quốc đại của mình nào. Đây. Oh.
Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những giọt sương đáng yêu của lớp thầy giáo Hữu Quốc. Cảm ơn tất cả các con đã hỗ trợ cho bé Út, Út 8 đúng không? Cứ để vậy đi, xếp từ anh 2, anh 3, 4, 4, 5 rồi đó. Dạ con là Út Điệu. Út Điệu. Con. Dạ con là 8 Tưng Tửng. Thấy con tự tin con nói điều đó là biết con có không bình thường rồi đó. Còn con. Dạ con là 7 Ruồi. Tại vì con có một ruồi trên miệng. À một ruồi, 7 Ruồi. Còn Quách Phú Thành là gì? Dạ là sáu ròm. Sáu ròm đúng. Con sau này nên gặp chú Hoài Linh nhiều nhiều chút. Dạ con là năm Moon. Năm Moon à biết rồi. Năm đen. Tại vì con có cái làn da bánh mật đó phải không? Ừ. Còn con? Con là Tư Ú. Tư Ú à, wow Ú. Giống chú Lê đó. Dạ con là Ba Đủng Đỉnh. Ba Đủng Đỉnh tức là làm chuyện gì con cũng đủng đỉnh vậy đó hả? Không có gì phải vội vàng hấp tấp. Anh Hai thì sao anh Hai? Dạ con là Hai Nhoi. À con nhoi quá con ơi. Con quá nhoi luôn á. Cảm ơn tất cả các con nha. Nhìn cái cảnh này thì tôi muốn là chính huấn luyện viên là anh Hữu Quốc. Anh làm sao mà anh giữ nguyên một cái gia đình của ông Năm này lại trong cái chương trình. Anh dựng như thế nào không biết, mà tôi muốn là có mặt tất cả các em như vậy. Bởi vì cái sự hỗ trợ của các con á là một cái động lực rất là lớn cho những anh em mà còn ở lại. Bây giờ các con có bị loại nhưng mà con có vui vẻ mà khi mà anh em mình cần đến các con không? Tụi con dù là bị loại rồi nhưng mà tụi con vẫn vui vẻ và hỗ trợ cho các em tới cái vòng cuối cùng luôn. Chắc chắn vậy không? Dạ chắc chắn. 3, 2, 1 Yeah! Cô lần nữa cảm ơn các con nha. Quê gốc của con là ở đâu? Ba mẹ con quê ở đâu? Dạ, ba con ở Hưng Yên. Mẹ con? Dạ, mẹ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, vậy con có nói được giọng Bắc của ba con không? Dạ, cũng được, được. Thử đi. À, dạ, con xin chào các cô, các chú đã đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Đó là lý do tại sao bé phát âm rất là chuẩn, là vì cái gen từ bố đó, nên mới ca cái bài đúng dân vậy. Ca đương đại của miền Bắc. Con thả hồn theo cái bài này chứng tỏ con nghe rất là nhiều và con có cái đủ cái nội lực để con thể hiện. Cái lứa tuổi của con còn quá nhỏ, là anh thứ 8 trong gia đình nữa, mà con thể hiện bài này thì vượt quá số tuổi của con với cái kỹ thuật điêu luyện mà không phải ai cũng có thể hát được. Và quan trọng nữa là chắc có lẽ huấn luyện viên của con làm rất là kỹ qua phần dàn dựng để tạo một cái cảm xúc. Và cái điều này là cái điều rất là đáng yêu. Cái sự yêu thương nhau trong nghệ thuật nó vô cùng khó. Bây giờ thì chưa nổi lên thì thôi á, chứ mà khi mà đã nổi lên rồi thì cái khối này mà nó đoàn kết lại với nhau sẽ là một sức mạnh rất là tuyệt vời. Để tụi con có nhiều tiết mục hay mà làm nguyên một cái vở diễn nhạc kịch, đó là chuyện bình thường. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch cầu lửa chúc mừng con Ngọc Thanh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Thăm bà ngoại với ông Út. Từ ngày ba mẹ con đưa con lên thành phố ăn học, con nhớ bà ngoại với ông Út nhiều lắm. Con hứa học thật giỏi để được ba mẹ đưa về quê thăm bà ngoại với ông Út. Ngày xưa ngoại ru mẹ ngủ, bây giờ mẹ ru con ngủ. Bà ngoại ơi, ông Út ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Chị Hai ơi, đang làm cái gì trong đó đó? Tôi đang nấu canh. Mà canh gì? Nè, phụng tay đi rồi biết. Ý mèn ơi, canh rau đắng á hen. Ừ, canh rau đắng. Món này thằng Phú nó khoái lắm nè. Thì cậu nhắc làm gì? Cho tôi nhớ nó. Tôi cũng nhớ nó chứ bộ. Thôi đừng nghĩ làm gì cho nó đau lòng. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Coi khói đốt đồng để ngắm ngồi chim nhớ lá rừng. Cậu
cầu ngồi. Mẹ nhô tóc sâu hai kỳ em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cầu buồn heo phiêu lâu trong chơi những ngày đâu chờ. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dãy nắng dầm mưa. Ai cách xa thôi buồn ngồi mừng nhớ lũy. Mẹ ơi cánh trao đắng cá rô
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần trình diễn của bé Triệu Phú của lớp ông Năm, nghệ sĩ Hữu Quốc. Và Nghĩa đang đứng kế một vị khán giả cũng đặc biệt trong hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Trời ơi, chị Mỹ, chị nghe bé hát sao mà giờ chị rơi nước mắt, chị khóc quá trời vậy chị? Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình một chút được không ạ? Đặc biệt là với tiết mục mà chị vừa xem. Lời nói đầu tiên, Thoại Mỹ xin chào tất cả quý vị. Đêm nay thật là bất ngờ Thoại Mỹ đến để xem đêm diễn của các em siêu nhí. Hồi nãy giờ Thoại Mỹ ngồi thì thấy các bé nào cũng hay hết. Nhưng mà đến tiết mục của bé Triệu Phú thì ngay cái nghề hát cải lương của mình, Thoại Mỹ nghe cái bài nhạc bé thể hiện, Thoại Mỹ đã xúc động từng chập. Rồi khi bé vô giọng cổ, Thoại Mỹ nhói lòng mình hồi hộp nữa. Mà khi bé xuống giọng cổ rồi, Thoại Mỹ mới thật sự an tâm và muốn dở òa ra liền đó, nhưng mà phải cố gắng kềm lại cái sự xúc động của mình. Thật sự là bé quá giỏi, quá tuyệt vời. Cô Thoại Mỹ thật sự mến con, yêu con. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Cảm ơn hai con Ngọc Thanh và Ngọc Tâm trong vai bà ngoại và cậu út. Nhờ cái phần diễn xuất của hai con đã làm cho Triệu Phú có thêm nhiều cảm xúc để thể hiện thật tốt phần thi của mình. Cảm ơn hai con nha. Cái bài ca giọng cổ này nó là gọi là tân cổ giao duyên. Mà con đã vừa ca mà con vừa diễn xuất được nữa, mà làm cho cô Thanh Hằng ngồi ở dưới này rồi tất cả mọi người trong khán phòng cũng đều dở hòa lên. Triệu Phú ơi, chú Bạch cũng có lời khen con á, là bởi vì con không có bị nhột. Chứ con mà bị nhột á, bị buồn á, như tiếng Bắc hay nói á, thì con sẽ không có hát nổi rồi. Hai bạn hai bên, một bên là bà, một bên là ông cậu, mà cứ sờ soạn khắp nơi, không biết cái hình thức nào để diễn tả, rồi đấm tay cho cháu luôn. Tự nhiên thấy hai người đội khăn ràng ra ngồi rồi. Mặc dù là trong cái phần diễn nó có cái sự vụng về, nhưng mà cái vụng về đó nó rất là đáng yêu. Nó thể hiện được cái sự mộc mạc. Tất cả những cái đó nó mới là thử tài siêu nhí. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và một lần nữa chúc mừng con nha. Triệu Phú đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông. Thấy nhớ biết bao, tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ vẫn ca giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, như câu chuyện cô mẹ kể năm sống xa quê từ bé, mênh mông lưới tre là con chỉ biết
quê hương từ những lời ru mẹ hát. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần từng đàn chim cuối chân trời đàn, tìm nơi chốn yên bình. Con đã biết quê hương từ ký ức trong trái tim mẹ, con biết nhớ quê hương từ trong ánh mắt của cha. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần đồng lúa bát ngát khi mùa đến, hò vang khắp xóm làng. Cứ xa xa lũ trâu ùa về vì vu sa kêu trong gió chiều, nghe quanh đây ríu rít cười đùa một bầy trẻ thơ vui hát. Ước gì cho tôi thơ trở lại, ước gì con được sống một lần, được nằm nghe mùi hương lúa thơm về trong khúc hát an lên. Ước gì cho tôi thơ trở lại, ước gì con được sống một lần, được về nơi mẹ cha lớn lên và ôm những tiếng yêu thương. Ước gì cho tôi thơ trở lại, ước gì con được sống một lần, được nằm nghe mùi hương lúa thơm về trong khúc hát an lên. Ước gì cho tôi thơ trở lại, được về nơi mẹ cha lớn lên và ôm những tiếng yêu thương. Thưa quý vị, đó là Trâm Anh cùng nhóm bè Cadillac. Xúc động quá phải không con? Đặc biệt là cái lời mới của cái bài Ước Gì. Cái lời mới này là, thưa quý vị, là do nhạc sĩ Phương Uyên viết lại để phù hợp với độ tuổi của các bé, và dĩ nhiên là có sự đồng ý của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phương Uyên. Và chúng ta nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo, mời giám khảo Quang Lê. Đầu bài đến cuối bài chú thấy con sử dụng cái giọng nasal là giọng mũi nhiều hơn, và con phải xoay lại huấn luyện viên phải chỉ cho con phát âm, tại vì nếu như con 5 tuổi thì chú sẽ không ý kiến cái vấn đề chính tả, nhưng mà hình hài là một thiếu nữ rồi đối với chú, cho nên khi mà con vào một cuộc thi mà con có hỗ trợ huấn luyện viên thì cái phát âm nó đánh giá rất cao. Chữ ước gì có lúc thì em hát con hát là chữ ước, có khi thì con hát là ước gì, nó chữ c nó khác chữ t ha. Rồi chữ từng đàn chim, con hát từng đàn chim, cái phát âm nó đối với chú quan trọng, tại một bài hát mà cái lời chỉ cần lệch đi cái nghĩa là mình suy nghĩ khác, mà nó khiến cái bài khác mình băn khoăn liền. Hầu hết ở lớp nhạc nhẹ của em á, thì tất cả các bé đều mắc ở cái lỗi phát âm, và đặc biệt là phần của Trâm Anh thì em cũng biết là cái cách hát của bé rất là chuyên nghiệp, nhưng mà về cách phát âm thì nó có đôi chỗ giống như anh Quang Lê có nhận xét. Nếu Trâm Anh có cơ hội được đi tiếp thì em sẽ cố gắng sửa thói quen này, làm cho tròn trịa cái cách phát âm hơn nữa. Em xử lý bài tốt, nhưng mà chỉ cần em khắc phục cái chính tả, tại vì nó là một cái hành trình không phải là hiện tại, mà nó là một hành trình cần có cho âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Con đã hòa nhập được cái không gian của bài hát vào tâm trạng, cảm xúc của mình để truyền tải tới khán giả. Nhưng tất nhiên đây không phải là một cuộc trình diễn, mà đây là một cuộc thi trước mặt. Ngoài khán giả rất là đông ủng hộ con thì lại là 4 vị giám khảo nữa. Điều này nó cũng chút xíu áp lực tâm lý, mặc dầu con đã đến vòng này, cho nên cái phần cảm xúc của con có lúc nó liên tục, có chút bị ngắt quãng. Nhưng cái điều đó cuối cùng thì con cũng lấy lại được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và hai vị giám khảo đã cho con những bài học kinh nghiệm rất là quý giá, hãy ghi nhớ nha. She's got a smile that seems to me remind me of childhood. Memories where everything was a precious bright blue sky. Now
place and if I stay too long I'd probably break down and cry. Kiều Anh, con đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời giám khảo Quang Lê nào. Cái giọng của con rất là trưởng thành. Cái lỗ tai của con nhận định rất là tốt. Tại vì tiếng Anh, nếu mà mình là người Việt Nam mà mình phát âm không khéo, mình sẽ dễ bị mắc những cái lỗi. Tại vì tiếng Việt Nam mình rất là nặng, nhưng mà khi phát âm qua tiếng Anh thì họ xài chữ S và gió nhiều lắm. Thì hồi nãy giờ chú nghe, chú hoàn toàn hiểu hết những cái gì con hát. Có nghĩa là chú khen cái lối phát âm của con rất trọn vẹn. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và mời giám khảo Thanh Bạch nhận xét cho tiết mục này của con. Chất giọng con đẹp và thể hiện bài hát này, nếu con đi hát trong một bar, trong một club nào có người nước ngoài, chuyện bình thường và thấy rất là đáng yêu và dễ thương nữa. Con không có bị một áp lực nào của một cuộc thi và con đã thật sự là hòa nhập với bài hát của mình để truyền đạt cảm xúc và tung tăng như là cá gặp nước. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch và chúc mừng con. Kiều Anh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình nha. Trâm Anh và Vũ Đoàn bước nhảy.
Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Lần này con lại hoàn hảo thêm nữa, con lại càng chỉnh chu trong cái bài ca của con. Cô xin chúc mừng con. Con cảm ơn cô. À, nghe cô Thanh Hằng nói bằng cái cảm nhận của một người như khán giả thì thấy vui rồi đúng không? Rồi bây giờ chuẩn bị tinh thần nha. Mời giám khảo Đoàn Trang. Con muốn nghe chê trước khen trước. Thôi chút. Con cứ yên tâm đi, cô muốn chê cũng khen, cô tự nói, cô đừng làm con hồi hộp thêm. Con cứ hỏi hồi cô, con đứng tim luôn. Tội nghiệp, tội nghiệp cô Đoan Trang quá. Cô quánh được, cô quánh đại chứ cô giá giá vậy thấy sợ lắm. Hoài, tội hồi nãy thấy cô Đoan Trang bị dập quá thấy thích, nhưng mà bây giờ bị dập quá thấy tội. Mà một cái giá bằng ba cái đánh lận thà nói luôn cho nó. Nói đầu. Chung là cô thấy cô mong manh quá. Cho chàng pháo tài nữa đi. Nói giỡn chứ cô đâu có chê gì đâu, nói giỡn chơi thôi. Nhưng mà tại vì mình phải biết chắc chắn một điều là nếu mà ai muốn tiến bộ thì phải chỉnh chu. Còn nếu mà ai muốn nghe những cái lời ảo tưởng, những cái sự đánh giá rất là hão huyền bên ngoài thì rất là đơn giản. Nhưng mà cô ngồi đây là cô muốn á, tụi con á, khi tham gia mấy cuộc thi này nè, là tụi con bước ra là tụi con đi về á, tụi con phải được học một cái bài học gì từ các cô, các chú, các thầy ở đây. Chứ không phải con đi về là con mua được cái sự khen ngợi. Cô nghĩ là ba mẹ con nghe như vậy, ba mẹ cũng đồng tình với cô. Còn trong cái bài biểu diễn vừa rồi của con á, nhìn chung thì rất là đẹp. Cô Yến Trang dàn dựng cho con những cái màu sắc tương phản của bộ đồ con mặc, của cái dù của con với nhóm múa làm cho con rất là nổi bật. Rồi cái cách của con hát á, cũng rất là văn minh, rất là theo cái kiểu mới. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng có một vài cái chông chênh ở trong đó con cần phải để ý. Cái phần biểu diễn của con á, cô muốn là con phải sắc bén hơn chút xíu. Cái đoạn mà các cô chú đứng hết rồi con chỉ cầm cái dù đi qua và đi lại thôi, thì cái cách con đi con phải giao lưu với khán giả hơn. Con bị nhìn xuống quá nhiều, có không? Khi mà con tập á, con làm như thiệt, rồi con nói mẹ con á, quay lại để đi về á, coi. Hoặc là ngay tại phòng tập con mở ra con coi, để con thấy là mình có cái gì nó chưa được. Vậy thôi, chứ cô cũng không có cái gì khó với con hết. Cô mong là con nhớ những lời này vậy thôi. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Cảm ơn cô. Dưới góc vườn già, nhớ những ngày mình tâm
Cảm ơn các con. Gia đình ông Năm đã quay trở lại đây và đã hỗ trợ cho bạn Triệu Phú. Một tràng pháo tay dành cho tất cả các thành viên nhỏ của gia đình ông Năm Hữu Quốc. Rồi, cảm ơn các con nha. Và cảm ơn vũ đoàn Chuông Gió cũng đã hỗ trợ cho tiết mục này. Còn nhớ cậu bé này ở cái tuần trước khi mà hát á, nghệ sĩ Thoại Mỹ ngồi dưới là không thể nào cầm được nước mắt, bởi giọng hát của con đã chuyển tải được rất nhiều những cảm xúc trong cái bài hát này. Hôm nay thì không biết rằng cô Thanh Hằng thấy rằng Triệu Phú có trưởng thành hơn trong giọng hát, trong cách ca diễn hay không? Mời cô. Cái lời nói đầu tiên á, thì Thanh Hằng cũng xin bắt đền ông Năm á. Tại vì mấy tuần trước á, là những cái tiết mục của ông Năm đã xoáy vào tim của ban giám khảo chúng tôi. Tôi nói không cầm được nước mắt mà luôn cả khán giả nữa. Không phải nói là mở cả lương ra là khóc, không phải vậy. Nhưng mà cái tiếng đàn giọng cổ nó giống như là hồn thiên sông núi. Cho nên khi mà nghe rao cái tiếng đàn lên là mình dù cho không có muốn khóc cũng không có kềm lòng lại được. Nhưng mà lần này là tôi cố gắng tôi đeo cái kiếm này vô để tôi không khóc nè. Không có khóc. Nhưng mà ông Năm đã làm cho tôi muốn khóc đó, muốn rơm rớm nước mắt là tại vì cái đội của ông nó đoàn kết với nhau quá. Bây giờ con đã trưởng thành thêm một bước nữa. Cái câu vô giọng cổ khi nãy có lẽ là con hơi bị áp lực nhiều cho nên con vô giọng cổ nó hơi bị yếu chút xíu thôi. Nhưng mà khi cái câu 2 thì con ca rất là ngọt, hai cái hò con xuống rất là ngọt. Một lần nữa thì xin cũng cảm ơn ông Năm đã cho một cái tiết mục rất là nhẹ nhẹ cho tuần này nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Một lần nữa cô xin chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Ở Phú thì có giọng hát, có nhịp nhàng, con ăn tốt. Theo Linh nghĩ đây là nói để chia sẻ với lại Hữu Quốc là đối với Phú thì về cái phần diễn xuất với cái bàn tay phù thủy của ông Năm của con thì chú nghĩ nếu mà con bước vào những vòng kế tiếp con sẽ có những cái điều rất là bất ngờ cho khán giả. Chú tin chắc là như vậy. Và lần nữa chú chúc mừng Triệu Phú. Và bổ sung một ý nhỏ thôi, trong cái phần tiết mục vừa rồi mặc dầu rất là đông người thì ở đây rất là khen ngợi huấn luyện viên Hữu Quốc. Khi lên giọng cổ xuống hò thì tất cả mọi hoạt động của mọi người bỗng nhiên dừng lại hết để tập trung toàn bộ sự chú ý vô nhân vật chính. Và điều đó nó làm không bị thừa. Chứ nếu mà đang hoạt động mà vô giọng cổ này thì có lẽ nó sẽ là kém hiệu quả hơn cho thí sinh của chúng ta. Xin được chúc mừng cho tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Đâu
Thưa quý vị, có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả. Chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp. Lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á, cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn. Để cho nó ngọt ngào hơn nữa thì chú muốn con nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải thì cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vuốt cong mái đình. Ôi vuốt cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Hòa bình mà. Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vuốt cong mái đình, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe, em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sắc đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng, thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu, mà còn hóa thân thành một cô gái nữa. Đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng, bấm Hoài Linh Mái Đình Làng Biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp, tuyệt đẹp, hát cái bài này hay lắm, là ảnh đó. Yeah. Thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú... Nhiều khi chú cũng tập tành chú hát, nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ liếng lấy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Chúc mừng con. Sự lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh, mời cô Thanh Hằng. Cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến lấy đó mới đỉnh đó. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ. Ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào. Khảo quý vị khán giả và tất cả bạn, lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Con tên là Hồng Ân, đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 năm 2016 này. Con xin gửi đến quý vị một ca khúc được mang tên Chú Voi Con Ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Voi ơi, voi ơi, voi ơi, voi ơi. Con trẻ con từ rừng già chưa đến với người vẫn ham ăn và lại ham chơi. Hey!
dễ thương quá phải không quý vị? Chú voi con này màu sắc quá, lấp lánh quá mà rất là đáng yêu. Mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng ơi, nhận xét cho bé nha. Quá đi à, tự tin hơn cái tuổi luôn nữa đó. Vậy đó. Vậy đó, đơn giản vậy thôi ha cô. Cô thích quá rồi phải không cô? Quá thích rồi, chịu lắm rồi. Dạ, không biết cô đang trai có chịu không nha. Cái hơi nó mạnh. Đối với bản thân cô là chắc chắn con sẽ được vào vòng trong để mà con đọ sức với các bạn. Bởi vì con á, cái bài của con có một cái điểm rất rất là gây ấn tượng là có một đoạn lên tông mà con nhảy thẳng lên trên cái tông đó luôn và con bám được trên cái nốt đó, trên cái tông đó một cách chuẩn xác và vẫn đi về chủ âm của cái nốt cuối cùng của bài. Cho nên cảm ơn con, chúc mừng. Con cảm ơn con. Dạ, các vị giám khảo quyết định thế nào? Mời cô Thanh Thằng trước luôn. Cô đồng ý. Cô đồng ý, cô Đoan Trang. Yes. Cô đồng ý, chú Hoài Linh. Đáng lý ra đó là chú không có đồng ý đâu. Tuy nhiên là nhờ mấy cái của con chứ không thôi là con đi xa lắm rồi đó nha. Rồi, thôi chú cho con một cơ hội. Chú đồng ý. Chú đồng ý. Như vậy là con có tới 3 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con. Về với đội của thầy Gia Bảo nào. Trời ơi, thầy trò giống nhau quá. Chú Thanh Bạch quyết định như thế nào với bé Hoàng Hải ạ? Chú đồng ý cho con đi tiếp. Con cần về để tập thêm, cho nên chú không đồng ý. Có thể là ráng về học thêm đi. Cô không đồng ý. Và cô Đoan Trang. Trời ơi. Gà lăng chưa? Cô Trang điêu đứng chưa? Cô muốn cho con cơ hội. Tại cô thích cái cách mà con còn nhỏ nhưng mà con hát cái nốt nó rất là chuẩn xác. Cho nên cô đồng ý. Cô Đoan Trang đồng ý. Như vậy là con nhận được 2 sự đồng ý của ban giám khảo. Rồi bây giờ con giác súng con vô trong phòng chờ nha. Hy vọng rằng cuối cùng chú và bảo sẽ chọn con. Một trong tay dành cho bé Hoàng Hải. Cô chú giám khảo nhận xét như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Con hát rất là sáng, rất là chững chạc. Cho nên cô nghĩ là con rất là nhiều cái cơ hội để vào vòng trong. Cô Đoan Trang đã lựa chọn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô Hằng cũng đồng ý chọn con. Và chú Hoài Linh thì sao ạ? Trong cái bài hát của con thể hiện, nó có được cái tình cảm của người con dành cho cha mình. Dạ, và cảm ơn chú. Về cái phần trang phục đồ này nọ, con cũng rất là chỉnh chu. Ok lá. Cảm ơn chú Hoài Linh. Con là một cô bé duy nhất của đời cô hiện tại. Hàng hiếm đó con. Hàng hiếm, cô sẽ làm cho hiếm hơn nữa. Trời ơi, cô tính làm cái gì vậy cô Trang? Okay. Cô tính làm cái gì hiếm hơn nữa? Bây giờ ơi, hiếm rồi mà cô làm hiếm hơn nữa là mất cô luôn tính á. Giếm nó luôn á. Ý của cô Trang không phải là như vậy, tức là cô sẽ làm cho con ngày càng tỏa sáng hơn nữa, mặc dù con có đứng im hay con có chuyển động hay không. Ok,
con có hứa với cô hay không? Có cố gắng những gì cô đề ra hay không? Dạ hứa. Ok, chúng ta đọc tay hứa nào. Yeah, yeah. Chúc mừng chào cô bạn giáo giám khảo Uy Trang con. Okay. Đã nhận về cho mình một chàng trai rất là đẹp trai mà hát hay nữa. Mùa xuân ấy tóc ngắn mẹ bên như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi. Ngày hôm nay thì con hát cái bài này chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn hả? Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại thử tài siêu nhí, cô được gặp con lại nha. À, dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng, cô Thanh Hằng cho quyết định của mình ngay ạ. À, cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con, cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước, tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý. Chúc mừng con. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem một lát nữa thầy giáo Hữu Quốc có lựa chọn mình hay không nha. Nè, cảm ơn con với phần trình diễn vừa rồi. Con cháu
lòng say với dòng máu quê hương tươi hồng muôn sắc thắm. Dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chung tay ra sức xây đời. Hơn 4.000 năm non nước tràn ngời, nhớ thuở xa xưa tiên đồng hội ngộ, kết chặt ân tình để mối lương duyên. Con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về sơn hà. Người người ra đi xa giang quê mẹ hiền trông theo, chốn biên cương ngày đêm vững lòng, vì quê hương núi sông đang cần. Trong gian gian gọi mời những niềm tin, quê hương mình rộn ràng câu từng cánh chim trao lượng dệt nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng, để Việt Nam ta ngàn đời đêm mãi tự trang sự hào hùng cho đến nơi ngàn xa. Chào vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần ra quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thiếu Vi. Thì các cháu đã sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng. Thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy
Trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại cái những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trông trên vậy mà con vô giọng cổ mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ con nói thật sự á, các con đúng là thật, tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm, mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Con xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay con xin trình bày hai câu giọng cổ 5-6. Thì ra trong giấc ngủ cháu nằm mơ thấy ba, với đôi mắt sáng như sao bác xoa đầu cháu hầu im tươi cười. Một đêm hội ngộ với bác đã qua rồi, vẫn hôm nay bác đã đi xa, nhưng đời đời sống mãi trong tim. Bác ơi nhớ mấy cho vừa, giờ đây bác có thấu lòng cháu không? Đêm đêm cháu dần bâng khuâng, nhìn lên anh bác lại rơi lệ thầm. Sao đêm nay cháu nhớ bác ngủ hơn ngày? Bác thường gọi cháu là cho nước nhà, suốt cuộc đời vì đảng vì dân nên đến nay nước ta lừng danh. Sự nghiệp này để lại cho cháu con, nên cháu con nhớ ơn ngàn năm. Trong trái tim khắc sâu hình ảnh bác, cháu kính yêu gọi tên bác muôn đời. Đêm nằm cháu vẫn chiêm bao, thấy hình ảnh bác trên đường vào Nam. Bác còn để lại cơ đồ, cháu xin nhớ mãi bác Hồ Chí Minh. Ai, chúc mừng con, rất là dễ thương. Hồi ơi, con học hát cải lương lâu chưa? Dạ, con biết hát từ hồi lúc 4 tuổi. Đến nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Vậy là 8 năm rồi đó. Ai dạy con hát? Dạ, ba con. Ồ, ba con có đến đây cổ vũ cho con không? Ba con mất rồi. Ừ, lâu chưa con? Ba con mất, trời, con học năm lớp 3 rồi. Ừ. À, vậy là những năm vừa qua là con sống cùng với mẹ hả? Ừ. Mẹ con làm nghề gì nè? Mẹ con mua dây chai. Mẹ có ở đây không con? Dạ, mẹ con ngồi chảnh. À, vậy là bao nhiêu năm qua là không có ba, một mình mẹ phải tảo tần nuôi con đúng không? À, các cô chú nhận xét về phần trình diễn của con như thế nào? Mời cô Thanh Hằng ạ. À, cái giọng ca của con á rất là lạ, sáng, con có đặc biệt riêng của con. Cho nên là cô nghĩ rằng con bước vào trong nữa thì sự huấn luyện của cô Bình Tinh sẽ tập cho con thêm về cách diễn và cái cách xử lý. Cô rất là khuyến khích con và cô sẽ cho con một vé để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Cảm ơn con. Mời chú Quang Lê ạ. Con ca trừ bằng cái tâm. Chú mê nhất là khi mà con xuống cái câu năm ai á, nó ngọt làm sao mà không cưỡng nổi luôn.
nghe cái câu đó xong cộng thêm cái hoàn cảnh mà con kể ra đó, chú lại càng thương hơn con nữa. Chú cho con 2 phiếu luôn. Cảm ơn chú Quang Lê. Mình có 2 phiếu rồi từ cô Thanh Hằng và chú Quang Lê nè. Cô Đăng Trang có dành cho con thêm 1 phiếu nữa không? Cái làn hơi của con rất là đầy cho nên con hát, con nhả chữ rồi xong rồi con xử lý cái bài này nó rất là đẹp. Cô chúc mừng con được lọt vào vòng sau. Cảm ơn cô Đăng Trang. Nghe con hát á, rồi nghe con nói á, giữa cô Tinh với con có nhiều cái giống nhau lắm. Cái thứ nhất là cô Tinh với con cùng bắt đầu đi hát lúc 4 tuổi. Cái thứ hai là cô Tinh và con cùng có một nỗi đau là mất cha. Cho nên là cô Tinh mong là cô cháu mình sẽ cùng cố gắng. Cô Tinh sẽ cố gắng để cho con sẽ thể hiện được tất cả những cái tài năng của con. Trước là báo hiếu cho mẹ, và sau là cho vong linh của ba con được hãnh diện về con. À, con đến với... Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Giàu, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài Tiếng Đàn Ta Lư. Trời ơi, kiếm bài nhắc rồi ha, Tiếng Đàn Ta Lư rồi vậy ha. Có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè.
Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngóc là ê con xuống con. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chẳng biết nè. Chị giàu ơi chị giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền. Bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói hai ta lanh quá ha, đàn ta rưng đồ gì. Lát nó không được biết tôi. Trời vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị giàu á chị giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em. Mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc giàu má em. Trời cái hơi khủng khiếp. Trời ơi nể phục. Không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa em xin lỗi chị không? Dạ mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Ví dụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi cô Trang ơi. Theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành với em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà... Con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn. Chú Chí Thiện thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực và cái với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Con chào ban giám khảo và ban khán giả. Con tên Châu Kim Vàng. Hôm nay con 11 tuổi. Con xin trình bày hai câu giọng cổ, năm sáu giọng rau của mẹ. Mẹ ơi, đêm nay con ngồi làm dân, ta về người mẹ. Mà nước mắt con trải dài trên má nghi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ đi về. Lúc mẹ đã trông theo bao khó nhọc bồn bồn như dấu trong hồi buộc con suy nghĩ sẽ làm gì để mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ cô Thanh Hằng thấy sao ạ? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con. Cái giọng, cái âm, cái voi của con á, cái âm quản của con nó có một cái riêng, không có giống, không con không giống ai hết. Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo. Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi. Mặc dù con xuống rất là gấp nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy. Điều đó là ok. Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô Bình Tinh.
Đó, là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui và con diễn tả trong cái ánh mắt, nụ cười và bàn tay của con. Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không con không bị thiếu. Cô thấy con gái như thế nào đây? Cô bình tĩnh. Dạ, thật sự là con ca mà còn có 4 nhịp chót, 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn, cô ngồi mà cô rung lắm. Nhưng mà vuông tròn rồi, bây giờ còn 3 vị giám khảo nữa, cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi, xong rồi cô có thể có con được trong vòng tay của cô. Tiết mục của con đúng là quá an toàn. Dạ. Nhưng mà nó đẹp, nó mềm mại, nó ngọt ngào. Dạ. Cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á, thì cô cũng mong là các thầy cô, tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong, để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều. Vậy là cô Trang sẽ dành một phiếu cho con. Yes. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Cô Diệu Hương sao ạ? Cho vô. Cho vô luôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Cô Bình Tinh ơi, đó học trò mới nè. Dạ rồi, cảm ơn nhà trường, cảm ơn con. Chúc mừng Bình Tinh với cô học trò mới của mình. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Lê Tuyết Nhi, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con xin trình bày ca khúc được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Cô chú giám khảo và quý vị khán giả nhớ ủng hộ con nha. Tía ơi, tía ơi tía, hai má con gì, thăm tía nè tía ơi. Ông ngoại. Đứa trời nào ơi. Ông trộm ngoài đó vậy bay? Con là tía. Con đứa nào, trời đất ơi, thiệt tình á, đâu đứa nào, khổ ghê vậy. Trời... Ông ngoại. Trời đất ơi, cha bay vậy hen. Trời... Một năm nay rồi bay mắc mớ gì, không có thư từ gì hết trơn, trời vậy. Trời, cho tía bất ngờ mà. Bất ngờ ghê hen. Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua chua ông bá. Một năm này không có gặp nó, nhớ thiếu điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó. Ủa, dạ. Ủa nói nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giống giống ông ngoại dữ vậy bay? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Lúc nào cũng nằm trong tim hen. Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình, nói ông ngoại nghe coi. Con còn nhớ lũy tre làng nè. Con nhớ cái áo bên nhà bà Bảy nè. Con nhớ rặng bí nè. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè. Trời nhiều dữ vậy đó hen. Dạ. Thôi bây giờ vậy đi. Đi đường xa mệt, hai mẹ con bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi. Rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó hen, hái mấy cái đọt bầu đọt bí rồi kia về luộc lên, rồi chấm nước chấm của ông ngoại làm ngon ba cháy bột chét luôn. Thôi, ông ngoại á, vô nhà nghỉ đi. Mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi. Dạ. Mấy cái chuyện mà hái rau đó là đối với con là chuyện nhỏ xíu à. Ủa, nhỏ xíu luôn em. Dạ. Mặn được em. Dạ được. Nhưng mà mấy cái luống rau, mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi. Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này, rồi chỗ này là rau kia, sao con nhớ được? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà. Vậy là mần được hen. Dạ được. Rồi vậy mần cho ngoại coi thử hen. Dạ. Rồi thôi bay vô coi vô trong rồi nghỉ ngơi đi hen. Dạ. Làm nghe hen. Dạ. Đi vô đây tiếp. Đây đó ta nãy vô rửa mặt rồi đi hen. Thank you.
Cảm ơn con. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi, tốt lắm. Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Ông ngoại với mẹ của con hỗ trợ cho con rất là tốt. Ông ngoại dễ thương lắm. Con là có sắc nè, có thanh nè, con hát rất dễ thương, hát hay, tròn vành, rõ chữ. Cái câu đầu tiên của bài hát ít ai biết lắm, mà tại vì cái câu đầu tiên là về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Con chim sáo không bao giờ hót, đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được. Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê và dùng cái chữ hót vang, nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn. Nhưng mà đây một bài hát kinh điển đi vào lòng người. Nhiều năm qua phần trình diễn của con chú thích. Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều, từ nốt thấp cho tới nốt cao. Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát tạo một cái cảm giác nó tròn trịa. Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được, thì đối với cá nhân riêng của cô khó mà đánh rớt con lắm, cho nên cô cho con một vé vào vòng trong. Cảm ơn cô Đăng Trang. Cảm ơn. Và bây giờ thì cô Hằng. Đúng như cái chất giọng con ca dân ca, có cái giọng rõ ràng, giọng tốt, giọng sáng. Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi, con nghe ý kiến của bốn người rồi. Con phải biết nếu con được đi tiếp, con phải làm gì để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình. Ngay bây giờ, chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu. Một phiếu từ chú. Cảm con ơn chú. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô cho con một phiếu để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Như vậy là mình đã đủ 3 phiếu rồi. Con sẽ vào lớp dân ca. Yêu mẹ biết chừng nào. Không biết con có thực hiện lời hứa đó với mẹ được không? Nhưng trong con, những giấc mơ cứ mãi mãi, nối tiếp.
Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, Giang, 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 cút thà. Ủa mẹ bà, sao con nhớ con dỗ mẹ bà ngủ rồi mà mà mẹ bị giật mình hả? Bị giật mình á mà. Ủa sao Giang không vô trong ngủ với mẹ bà mà ngủ ngoài đây chi vậy? Con đang chuẩn bị bài kiểm tra nè mẹ, mà mê dễ quá cái con ngủ quên hồi nào không biết luôn. Ủa Giang vé đẹp quá à. Mà Giang ơi, Giang đừng có ngủ ngoài đây, ngủ ngoài đây trời lạnh lắm á. Giang, Giang vô trọng á, Giang ngủ với mẹ đi, chứ hồi nãy á mẹ giật mình vậy mẹ không thấy Giang đâu, mẹ sợ lắm, mẹ sợ Giang bỏ mẹ đi á, mẹ sợ lắm luôn á. Làm sao không bỏ mẹ bạc được? Mẹ cực khổ nuôi con lớn chừng này mà. Con là vàng, mẹ là bạc, hai mẹ con mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không bao giờ rời xa nhau. Dạ hát luôn mẹ bạc cũng nha. Ôi, dạ hát của mẹ luôn hả? Dạ. Đã quá, hát đi. Vàng sẽ hát bài mẹ của tôi. Không, vàng phải hát bài mẹ của vàng thì mẹ bạc mới ngủ được. Rồi, vàng sẽ hát bài mẹ của vàng. Hát đi vàng.
Kim Vàng, vé Kha Thi đã hoàn thành phần thi của mình và phải nói một lời cảm ơn chân thành nhất đến với Hồng Trang, quán quân của chương trình Tài Tử Tranh Tài mùa 2 đã hỗ trợ cho bé rất là xuất sắc trong tiết mục này. Cảm ơn em nha. Một lần nữa, đội của Bình Tinh lại làm cho mọi người xúc động với câu chuyện về tình mẫu tử. Ý kiến từ các vị giám khảo như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Cô rất là thích cái cách dàn dựng của cô Bình Tinh cho tụi con. Sao mà dàn dựng khéo và thông minh dữ vậy? Cái thứ nhất, diễn tả được cái kết nối của hai tiết mục trong đội của mình. Cái nét diễn nó khéo léo ở cái chỗ đó. Nó gắn kết hai tiết mục lại với nhau chứ không phải là một cái sự độc lập. Ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cách diễn xuất của các con. Nhất là Kim Vàng. Dạ. Con hát rất là hay. Dạ. Con hát cải lương, giọng âm trầm, âm cao, tất cả mọi thứ rất rõ ràng. Và đặc biệt là cái ngân của con rất là đẹp. Còn với Thi thì con để ý chút xíu ở cái chỗ là cô biết là trong cái tâm lý của tụi con hát những cái ca khúc tình cảm thì tụi con hay nấc. Nhưng mà đôi khi nấc nó không đem lại cái mạch cảm xúc liền lạc. Nấc phải hợp lý, ít thôi tiết chế lại nha con. Việt Hương xin cảm ơn bạn Hồng Trang đã hỗ trợ cho cháu vì giai người mẹ mà bị tâm thần rất là khó. Và điên cũng có nhiều loại, có loại điên dữ và loại điên hiền. Thì khi mà Trang hỗ trợ đó thì Việt Hương rất là lo, bởi vì khi mà bạn diễn tốt quá thì bạn sẽ lướt em, và em Vàng á lại là cái người diễn tỉnh cho nên sẽ khó lấy được cái lòng của người mà xem á, người ta sẽ thấy thương bà mẹ hơn. Nhưng mà con bản lĩnh lắm, khi mà chạy xuống và khóc khi mà chọi cái chai đó, con lấy lại tâm lý và con giữ liên tục để diễn xuất á, là cô Việt Hương rất là thích cái tiết mục của bé Thi á. Nhưng mà chắc là do tâm lý, cô Trang nói đúng, tâm lý á ha, cho nên là mình lo sợ cái giọng hát của mình, cái cột hơi lúc lên lúc xuống. Kha Thi thì chú khen là cái dàn dựng rất là hay cho nên khi xem rất là ngoạn mục. Còn cái về mà Kim Vàng cải lương, dạ, thì chú sẽ không giỏi bằng cô Thanh Hằng đâu. Dạ. Coi như con không phải là Kim Vàng nữa mà con là một cái nhân vật có một người mẹ bị tâm thần như vậy. Những cái nhịp nhàng của con đều chấp nhận. Con còn nhỏ, cái giọng cổ này ca nhịp khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà con rất là có cái trường canh rất là đều. Thì cũng như mấy cô chú đã...